Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay thì bên trung tâm cây giống có tiếng đi giao hàng về cây măng cục Thái. Thì bên trung tâm cây giống cũng giới thiệu cho quý bà con chúng ta nào thích trồng cây măng cục Thái thì quý bà con chúng ta dễ tham khảo nha. Cây măng cục Thái thì loại nhân giống của bên trung tâm cây giống là cây ghép nha. Ghép vô rồi sẽ nuôi lại cho nó ra những cái thập mới nè, những cái tược mới này ha. Rồi bên trung tâm cây giống mới giao cho quý bà con chúng ta nha. Nè, nó lú những cái thập mới rồi nè. Đó, quý bà con chúng ta nhìn thấy rõ không ạ? Đây một thập nè, bên đây một thập. Còn gọi là cái kheo á, cái nhánh á. Gọi là cái nhánh đi cho quý bà con chúng ta dễ hiểu ha, nó lú ra những cái nhánh mới ha. Măng cục Thái thì quý bà con chúng ta trồng chăm sóc tốt á, thì 2 năm rưỡi. Nếu như chúng ta chăm sóc không tốt và không có ngay mùa trái á, thì tầm khoảng 4 năm thì cây nó sẽ bắt đầu cho trái nha. Cây nó lùn nha bà con, cây măng cục Thái thì nó sẽ tán lùn hơn và cái tàn của nó sẽ xòe ra nhiều hơn và cái chi, cái thập, cái tai của nó ha sẽ nhiều hơn nên sau này năng suất nó sẽ cao hơn là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai nữa là trên cái trái măng cục nó sẽ ít mủ hơn nha bà con, nó ít mủ hơn lắm và chúng ta ăn nó ngọt nữa ha và cái hạt nó nhỏ hơn nữa nên cái trái măng cục cũng như là cái chất lượng của trái măng cục ăn nó sẽ ngon hơn cái măng cục Việt của chúng ta cũng rất là nhiều. Nên quý bà con chúng ta nào thích ăn măng cục cũng như là tín đồ thích ăn trái măng cục thì chúng ta cũng có thể là tham khảo để trồng cho khu vườn nhà mình nha. Măng cục Thái thì chúng ta cũng có thể là trồng vườn nè, hoặc là trồng sinh thái, hoặc là chúng ta cũng có thể là phát triển để trồng kinh tế. Măng cục thì có lúc thì từ 40, có lúc thì lên tới 100, 150 thì tùy theo mùa và tùy theo thời điểm đó nha. Trọng lượng của trái thì nó cũng to nha bà con, và đặc biệt cái trái của nó thì nó có một cái lớp phấn nha, cái lớp phấn bên ngoài nha. Đây là những cái lô măng cục nè. Đây có những cái cây nó mới vừa lú như ra những cái thập mới đây ha. Cái đọt non nó mới vừa lú ra thì nó có cái sắc tố màu giống như là màu đỏ hơi nè, dạ lên ha. Cái đơn này hôm nay đi 120 cây măng cục Thái. Măng cục Thái ghép nha. Còn cái khoảng cách mà trồng cây măng cục á thì quý bà con chúng ta trồng khoảng cách là 6x6 là khoảng cách chuẩn nha. Nếu như chúng ta mà muốn trồng khít thì chúng ta trồng 5m x5m ha. Là cái khoảng cách là gần nhất đó nha bà con. Tại vì cái tàn của cây măng cục sau này nó cũng khá là to nha, tuổi thọ của cây rất là cao. Và cây măng cục nó cũng rất là dễ trồng, phù hợp với nhiều vùng đất. Giống như vùng đất mà chúng ta bị gò nè, hoặc là vùng đất bị thấp á. Giống như là cái nó hay bị trữ nước lại hoài á, thấp chúng ta không có trồng được cái cây giống khác thì chúng ta cũng có thể là trồng được cây măng cục. Và cái cây măng cục này chúng ta cũng có thể là trồng trên đồi. Miễn sao mà chúng ta tưới đủ nước cho cây thì cây nó sẽ phát triển tốt nha bà con. Và cái thời gian đầu tiên khi quý bà con chúng ta trồng thì chúng ta phải che. Cái lá măng cục nó rất là mẫn cảm với nắng nha. Cái thời gian đầu thì quý bà con chúng ta trồng là chúng ta phải che nắng lại nha. Nắng thì nó sẽ làm cho cái trái lá nè, nó cháy những cái rìa lá này ha, cháy những cái rìa lá này nè, làm cho cái lá nó mất dịp lục tốt thì nó sẽ quang hợp chậm nha bà con. Quang hợp chậm thì đồng thời đó thì cái cây của mình nó sẽ chậm lớn nên quý bà con chúng ta phải che lại giai đoạn đầu tiên là tầm khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi cho cây nó quen nắng rồi chúng ta lột cái bao ra ha. Giống như hiện tại bây giờ là mùa đông rồi, mùa đông thì nắng nó ít thì quý bà con chúng ta cũng có thể là che những cái tàu dừa, hoặc chúng ta có tàu dừa chúng ta ốp lên ha, không có cần mà che kỹ giống như mùa nắng đâu nha. Còn chiều cao của cây măng cục Thái thì quý bà con chúng ta ướn cái tay vào. Cái lô này thì ướn cái tay vào thì cao đâu đó khoảng là 50cm ha. 50cm tức là đo từ cái miệng chậu đi lên, cao khoảng là 2.5 tay nha. Thì bên Ly còn số lượng cũng rất là nhiều. Nếu anh chị này chúng ta quan tâm thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Thì bên Ly ngoài đi giao bằng đường xe tải giống như vậy ra nè. Đây, đi giao bằng đường xe giống như vậy ra. Hôm nay thì bên Ly có tiến hàng đi Tân An nè, Đức Hòa, Đức Huệ nè, rồi ghép xe đi chung lên tuyến Tây Ninh luôn. Lên xe thì có mít ruột đỏ, sơ vàng và dừa rồi. Thì đang chuẩn bị ghép cái đơn măng cục Thái. Ghép đơn măng cục Thái này để đi giao cho chủ đầu tư trồng kinh tế nha. Thì ngoài cái cây măng cục ra thì bên Ly còn rất là nhiều loại cây trồng kinh tế khác nữa nha. Giống như sầu riêng nè, sầu riêng ghi sáo, sầu riêng Thái, sầu riêng Lách Thân đi 200 và sầu riêng Moserkin. Chuồng bò, sáu hũ khá là nhiều. Rồi bên kia thì cũng đang chuẩn bị lên dừa nha. Thì ngày hôm nay thì Ly giới thiệu cũng như là chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây măng cục Thái ghép. Cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Bên Ly có ship hàng cây giống online nữa nha. Chúng ta mua vài cây, 1-2 cây thì Ly sẽ đi giao bằng đường xe cho quý bà con chúng ta ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.